Cộng đồng người hâm mộ K-pop đang nóng hơn bao giờ hết bởi thông tin nhóm nhạc nữ huyền thoại Girls' Generation, hay còn được biết đến với tên gọi SNSD, sẽ tái xuất với đội hình đầy đủ 8 thành viên vào tháng 8 năm nay. Cụ thể, nhóm sẽ phát hành một album mới nhằm kỷ niệm cột mốc 15 năm thành lập. Theo truyền thông Hàn Quốc, album lần này là một món quà đặc biệt mà SNSD muốn dành tặng đến khán giả và người hâm mộ đã luôn dành tình cảm và dõi theo nhóm trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý, lần trở lại này còn có ý nghĩa đặc biệt hơn bởi có sự tham gia đầy đủ của 8 thành viên. Được biết, kể từ khi ra mắt album phòng thu thứ 6 có tên gọi Holiday Night vào năm 2017, fan hâm mộ đã phải ngậm ngùi khi biết tin 3 thành viên gồm Tiffany, Seohyun và Suyang đã không tái ký hợp đồng với công ty chủ quản SM Entertainment để phát triển hơn ở lĩnh vực diễn xuất. Ngoài ra, nhóm nhạc SNSD có kế hoạch tham gia vào các show âm nhạc và các chương trình truyền hình thực tế để có nhiều cơ hội giao lưu với khán giả. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ Việt Nam và quốc tế đang rất háo hức và mong chờ đến ngày thấy được đội hình 8 thành viên của nhóm nhạc SNSD tái xuất trên cùng một sân khấu. Nhóm nhạc SNSD được thành lập từ năm 2007 bởi công ty SM Entertainment. Trong suốt 15 năm hoạt động, nhóm đã cho ra đời nhiều bản hit như Into the New World, G, I Got a Boy, Mr. Taxi, khuấy động làng giải trí Hàn Quốc và cộng đồng khán giả yêu nhạc ở khắp mọi nơi.